xin chào tất cả các bạn. Thì hôm, hôm nay nhân dịp một bạn có gửi cho mình một cái bạn vẽ nhờ hỗ trợ cái hướng dẫn cái phương pháp để có thể dựng được cái cấu trúc như thế này. Thì về một bạn vẽ bạn gửi thì mình đoán ở đây là một cái phễu silo ở cái dạng nón. Chúng ta giải thích rõ rõ với nhau chút xíu này các bạn khác có thể là các bạn có thể xem và các bạn có thể hiểu được cái cấu trúc này là cái gì thì cái dạng silo hình nón này nó có độ dày xong rồi nó có thêm cái g bao xung quanh tương tự như nó giống như kiểu là cái các bạn có hiểu được cái tường bao đi và trên thân của nó thì nó có mấy đục mấy cái lỗ này và mấy cái lỗ này cũng có kích thước đàng hoàng mấy cái lỗ thăm nha thì cái cách để làm ở trong raviat như thế nào thì đối với lại cái này thì trong revit thì chúng ta khi chúng ta dựng ra thì nó sẽ hình dạng nó sẽ đại khái nó như thế này nha các bạn thì cái cách làm chúng ta sẽ như sau à đây thì để minh họa cho bạn thì mình sẽ xóa hết tất cả mọi thứ đi à, mình sẽ làm lại từ đầu cho các bạn xem à, tất cả mọi thứ nha Thì đầu tiên á để có thể làm được nó thì mình sẽ dùng cái công cụ là model in place mở in place uh, và mình sẽ chọn cái um, uh, mình sẽ chọn cái category cho nó là cái group nha các bạn. Um, tạm thời mình sẽ gọi nó cái group còn nếu tùy theo cái bạn vẽ của bạn các bạn muốn uh, cho nó quản lý thành cái category nào thì các bạn có thể là uh, cho nó về cái category đó, mình sẽ chọn group và mình đặt tên là silo. Thì trong cái uh, cái cái đồ này thì mình sẽ dự định đối với cấu trúc dạng tròn xoay thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là Revo để chúng ta làm thì đối với cái Revo này thì để làm được nó thì trước hết thì mình ở trên cái mặt bằng của một cái tầng nào đó ví dụ như mình cứ cho mặt bằng tầng 2 đi và mình sẽ tạo ra một cái reference plan đó. mình đặt tên cho nó là mặt phẳng của cái Revo này đó. mặt phẳng và mình sẽ cho nó cái như thế này sau đó thì mình sẽ sang cái mặt đứng from này và mình sẽ tạo là Gray Revo mình sẽ set mặt phẳng cho nó là MP Revo và ok nha Thế như vậy khi bằng cái thao tác vừa rồi thì đây là cái mình sẽ biên soạn cái tiết diện của cái silo đó dựa trên cái mặt đứng này thì để biên soạn thì mình cũng biên soạn nó gần đúng thôi nha mình cũng không có làm cho nó chính xác này đâu mình lấy cái hình dạng thôi ví dụ như này mình vẽ đại nha đây một cái nhá cái hình dạng nó sẽ như thế này xong rồi hình dáng này, xong rồi cái này lên đây, đi qua đây, à, 400 xuống đây, rồi nó xuống đây một chút xíu, qua đây, à, cái chỗ này thì mình sẽ offset nha ví dụ như cái cạnh này mình làm cho 400 thì cạnh này mình cũng cho nó 400, à, đây. Rồi mình có một cái uh, tiết diện như này, sau đó thì mình sẽ pick xích line cho nó đó. đó ở đây là mình sẽ cho cái tiết nó xoay sang quanh cái trục này và mình bấm finish thì khi mà chúng ta finish như thế này á, thì khi các bạn finish xong thì chúng ta sẽ có được cái hình dáng cơ bản của cái silo lúc này nó là kiểu như thế này còn lại ví dụ nó có phát triển xuống bên dưới cái cấu như thế nào nữa thì tùy các bạn vẽ thêm kế à, đến là đến cái à, cắt các cái lỗ đục thì bây giờ mình vẫn chưa finish mua đồ, tức là mình vẫn ở trong cái giao diện uh, biên soạn của cái Revo này. Đó. ở chỗ này thì các bạn muốn thay đổi cái vật liệu cho nó thì các bạn có thể thay đổi trong cái material này. các bạn muốn làm bê tông khúc thép các bạn thay đổi trong này. bây giờ mình đục lỗ thì mình sẽ sử dụng các cái khối voi form này. và cái đục lỗ ở trên cái thân này á, thì mặc dù mình cho là set category là cái rút rồi nhưng mà các bạn không thể dùng được những cái công cụ đục lỗ máy hay đục lỗ trên bề mặt của Um, ông Revit mà các bạn sẽ phải dùng cái khối voi này các bạn đục để đục khối voi này thì chúng ta lại bắt đầu từ cái mặt bằng à, cái mặt bằng này thì chúng ta đã có một cái mặt phẳng sẵn là cái mặt phẳng Revo rồi ví dụ như đây chúng ta đã tạo ra một cái mặt phẳng là mặt phẳng Revo rồi thì à, chúng ta có thể là dùng ngay cái mặt phẳng Revo này chúng ta tạo đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái voi dựa trên cái Revo này thì sẽ create uh, Voi form mà mình sẽ dùng cái voi extrusion và trước mình sẽ xét cái mặt phẳng là làm việc là mặt phẳng Revo mình bấm OK và mình sẽ sang cái mặt đứng from nó để mình để mình vẽ vẽ thì ở đây chúng ta sẽ canh theo cái vị trí của nó ví dụ như là cái lỗ thăm này trên mặt vẽ của bạn thì nó cách cái vị trí này là bao nhiêu nó lên bao nhiêu thì uh, tùy theo các bạn các bạn có thể là canh chính xác uh, còn ở đây để đỡ mất thời gian mình đã thao tác về mặt uh, kỹ năng thôi ví dụ như bây giờ về mặt uh, À, kích thước thì cái cạnh này mình cần là cái cái chiều từ đây đến đây là một 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 năm mươi chẳng hạn như thế thì bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường line cơ sở đại khái nó sẽ nằm ở đâu đây hoặc là hoặc là từ đâu vị trí này lên thì tùy các bạn nha ví dụ như ở đây hoặc là lên đây rồi mình vẽ cái dưới trời này còn các bạn tự canh nha từ đây lên đây ví dụ một một năm mươi thì cái góc ban nãy góc nghiêng của cái tiết diện này là 60 độ thì bây giờ mình để là 60 độ mình để là 1150 nha thì đây mình có cái đường uh, cơ sở của nó ở từ đó thì bắt đầu mình uh, vẽ ra cái tiết diện này Đúng không? thì chỗ này các bạn cứ thoải mái thôi thì vì khi mà nó đã uh, khi mà nó đã có định 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 hình như thế này rồi thì các bạn đánh như thế này thì tự động nó bắt cái góc 90 ở bạn nha và mình sẽ có được một cái tiết diện như thế này và mình bấm uh, finish thì bây giờ đối với lại cái khối mà dạng voi là khối rỗng như thế này á Thì sợ dĩ chúng ta vẽ từ mặt này ra thì chúng ta sẽ uh, Tùy theo cái độ rộng của cái lỗ là bao nhiêu Ví dụ như là uh, cái lỗ này nó rộng uh, Theo phương này nó là 1.000 chẳng hạn như thế 1.000 nhá Thì ở cái chỗ này chúng ta sẽ cho nó là extrude qua bên mặt bên trái là 600 mặt bên phải là à, xin lỗi 500 nhé ở bên này là âm 500 đó chúng ta sẽ có được một cái khối như này ở cái mặt đứng from này thì các bạn có thể là sau khi các bạn vẽ cục nó xong thì các bạn dùng một là các bạn mirror cái này cũng không thì các bạn edit extrusion luôn ờ, các bạn chọn cái đường này và các bạn sẽ cho nó mirror qua cái đối xứng qua cái trục này chúng ta bấm finish ờ, thì chúng ta sẽ có được một cái này đó, các bạn cẩn thận hơn thì các bạn có thể là lôi nó vào một tí để cho nó giao cắt hết cái phần độ dày của thân silo thì chúng ta sẽ có là à, cái khối như này và cái khối này bây giờ các bạn muốn đục nó thì các bạn sẽ dùng công cụ trước khi các bạn bấm finish nha các bạn dùng công cụ kết Đó. và các bạn sẽ kết nó chọn cái này với cái khối này thì nó sẽ tự động nó cắt nó trừ lại cái lỗ như này Ở chúng ta có thể là sang cái trước khi chúng ta bấm finish đúng không thì chúng ta sẽ sang cái mặt mặt bằng chúng ta sẽ lấy cái mặt bằng cao hơn một bằng mặt bằng trên cao hơn thì chúng ta sẽ có thể là chọn được cái ông này nhé cái ông này xong rồi các bạn lại tiếp tục các bạn dùng công cụ rotate và các bạn sẽ chọn là vừa rotate vừa copy các bạn chọn là cái chỗ tâm này và các bạn có thể là copy rô ra 60 độ này đó, các bạn có thêm cục nữa các bạn lại rotate tiếp qua đây là 60 độ nữa đó, các bạn sẽ có tiếp cái cục này như vậy thì tổng cộng là các bạn có một hai ba bốn năm sáu cục và lúc này thì các bạn bấm finish là được rồi nhé thì các bạn sẽ có ngay cái cấu trúc dạng silo mà có lỗ thăm như thế này. Thì đây là cái nguyên tắc để các bạn có thể là vẽ được những cái cấu trúc dạng như thế này ở trong Revit. Còn ừ, nếu như mà các bạn có những sự thay đổi gì mặt kích thước, có sự thay đổi gì mặt cấu trúc thì các bạn có thể là từ cái cách vẽ này các bạn có thể suy luận ra cái cách làm của mình cho nó tốt và cho nó phù hợp nhé. Rồi, clip trao đổi đến đây xin phép được kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip trao đổi ở kế tiếp. Nếu như bạn nào có vấn đề gì vướng mắt, thắc mắc cần hỗ trợ thì các bạn cứ inbox và comment mình tu xếp thời gian hỗ trợ sớm nhất có thể nha.